Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình này góp nhận 150 tốc cần có ký hiệu là LKXMI nha bạn. Thì để tham gia dự án hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video mở tâm start chatbot các bạn. Rồi các bạn bấm join này góp. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group kênh seller nữa nè các bạn. Rồi các bạn join sao các bạn, rồi bấm bắt up nè. Tiếp tục các bạn join kênh seller nữa nè, bạn xôn xào bạn bắt up lên nè. Tiếp tục các bạn follow, like và tự quyết đăng ba người bạn nè để nhận 70 top căng nè. Trên tờ tơ các bạn theo dõi nè, các bạn like nè, các bạn chỉnh chẳng như tự quyết nè, các bạn đăng ba người bạn mình vào nè các bạn, rồi bạn tự quyết lên nè. Sau khi tự quyết lấy xong các bạn bắt up lên nè, các bạn join tiếp kênh seller nè, các bạn bắt up lên. Tiếp tục các bạn follow Twitter và đi quyết nè. Rồi đi trên nguồn gấp ta các bạn, thì các bạn tìm cái bài của nó nha các bạn. Đâu rồi ta? Rồi cái bài này nè các bạn, nhận 150 tục cần cây lờ nè. Rồi các bạn tự quyết lên nè. Rồi các bạn bắt up lên nè. Rồi các bạn bấm vào research nè. Rồi các bạn lướt trang nha các bạn. Đây là một cái gì? Gặp là một cái hộp quà các bạn. Ở chiếc xe chứ, bạn nhấp vào xe nha các bạn. Rồi dùng đầu tiên các bạn đi địa chỉ email của tất cả các bạn nè. Tiếp tục các bạn gửi địa chỉ bên bi sở má trên trên dưới chocolate nha các bạn. Rồi hiện tại giá của tôi cần bên bi còn có 271 đô cho một tôi cần các bạn. Rồi các bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn gửi đường link tờ Twitter của mình nha các bạn. Thì bạn mở tờ Twitter mình ra nè. Các bạn nhấp cho bao cái anh cùng nè, nhấp cho một hồ sơ, các bạn nhấp cho bao cái anh cùng nè, các bạn chia sẻ nè, rồi các bạn sao chép liên kết nha các bạn. Sau khi các bạn sao chép liên kết xong thì bạn gửi lên cho bot nè. Tiếp tục các bạn gửi lên một link retweet nè, thì bạn mở tờ Twitter mình ra nha các bạn nhấp cho bao cái anh cùng nè, nhấp cho một hồ sơ nè. Các bạn chia sẻ cái bài tờ quýt mà các bạn đã tăng 3 người bạn vào các bạn. Sao chép liên kết chứ dấu trang hồi nào đâu. Rồi các bạn dán vào đây nha các bạn. Tiếp tục con bấm iHealthSonet nè. Bấm iHealthSonet nè. Rồi tiếp tục con việc lấy ghép mà chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm tin tốt cần nha các bạn. Mi Balenci của mình đã nhận được 150 tốt cần của hiệu là LKXMI nè. Vậy video mình ở đây cũng kết thúc nha các bạn. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.